Rồi, hello cả nhà nha. Được, em được miền Tây cũng xin chào quý vị và các bạn, anh em cô chú gần xa đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo của em nha anh em. Và hiện tại thì shop em mới về thêm đồ với anh em, cho nên là quay cập nhật lên cho quý vị và các bạn anh em xem ha. Đó, em mới về thêm đồ, nó đang chắc ở dưới là anh em. Đó. Tiệm thì hầu như là rất là nhiều đồ nha anh em, nó quay cho quý vị và các bạn anh em rồi xem ha. Đó. Cần đơn, cần đôi, cần tay, cần máy, cần đồ. Nói chung là lẹo lử luôn. Đó anh em, rất là nhiều ha. Từ học sinh, sinh viên, tiểu học, ra trường, đồ, kỹ sư, đồ. Đó, mới về thêm mấy cái vụ 2m4, cần lua Fan Fuji, Bắc Fuji. Cần sang hàng về thêm anh em 6H. Đó. Mỗi những cần nhất long. Đó. Rồi danh chắn thiên hạ mẫu 2024, mẫu sân hàng. Đó. Túi cần Ben, đó mới về luôn. Chung là rất là nhiều đồ quý vị cô chú anh chị ơi. Đó cho nên là về thêm, đó cô chú anh chị mà có khi mà hàng mà khi em không có quay lên á thì nhiều khi em cũng có nha cô chú anh chị. Mình có cần cái gì á thì mình cứ alo cho em á, đó. Đó đồ đài, thùng đài, cổng đài rồi đó. Câu cá đồ, có cần gì thì cứ alo em, đó. Rồi. Thì em sẽ vô một số mẫu cần với máy đi, máy là rồng vàng mới về đi nghe cả nhà. Nó chế độ thì lũ khủ không biết quay gì trước, không quay này trước, ngày mai sẽ quay cần đài lên cho cả nhà mình tham khảo lựa ha. Thì đồ thì về đủ luôn rồi, không ngày cô chú anh chị nào mà trước Tết mà đặt á chưa có thì bây giờ em có đủ rồi. Nói chung là hàng thì rất là đẹp, chuẩn, ok ha. Đó, để phục vụ cho cả nhà mình được ha. Rồi. Thì em sẽ vô máy rồng vàng nha cả nhà ơi. Đó. Rồi xin chào cô chú anh chị ha và các bạn ha. Đó thì máy rồng vàng thì em về đủ xây luôn. Xây 4.000, 5.000 và xây 6.000. Thì năm ngoái thì về mẫu màu đỏ nha cả nhà, năm nay về mẫu vàng đen. Đó, năm con rồng, đó, cũng là có mẫu vàng đen luôn. Rất là đẹp, xây 4.000, xây 5.000 và 6.000. Thì mẫu này nói chung là rất là bền và được quý cô chú anh chị và anh em bạn bè xài rất là nhiều luôn nha. Nó em đọc thông số sơ lại cho cả nhà anh em mình xem ha. Đó. Thì con này nó có thiết kế là kim loại nha cả nhà. Nó là cái chân máy này nó làm bằng kim loại luôn ha. Rất là cứng cáp, anh em không sợ gãy, không sợ nói chung là không sợ gãy đồ ha, méo mó đồ khi sử dụng ha. Chung là rất là cứng cáp, cái này là bằng thép nha anh em, bằng thép kim loại nha. Đó, tay quay nó là kim loại, thế hệ của nó là gen dặn cả nhà, nó gen dặn thay vì là tháo ra. Còn dặn tới là chúng ta siết vô, nó là tay quay gen dặn ha. Nồi vẫn là kim loại nha, nhưng mà dòng cải tiến này để mình xem bên trong coi. Đó anh em. Đó. Bên trong cốt máy ha. Đó. Đây là bên trong cốt máy của nó nha, có thêm một cái bạc đạn trợ lực ngay cốt máy vậy cả nha. Đó, có một bạc đạn ngay cốt máy cho anh em mình ha. Nó một bạc đạn nhỏ ở đây nha. Đó, rất đẹp ha. Nó có một bạc đạn ngay cốt máy ngay bánh răng cho cả nhà mình ha. Thì xây 4.000, dòng tua của nó là 5.2.1 nha cả nhà. Còn mà xây 5.000 thì dòng 6.000 thì dòng tua của nó là 4.7 ha. Đó. Xây nhỏ thì dòng tua nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì con này thì rất là trâu bò và bền bỉ, được cả nhà mà anh em mà đã xài qua rồi thì cũng biết là nó con đồng đội con đời rong này thì rất là bền nha, mỗi năm có khi màu xanh, có khi màu vàng, có khi màu đỏ, nó tùy năm, nhưng mà theo em màu vàng đen này là đẹp nhất anh em, nó rất là dễ phối cần, nó rất là dễ phối, nó rất chung là rất là dễ, nó rất là đẹp ha. Đó, đây là xây 4.000 nha cả nhà mình có thể là câu sông, câu hồ, câu lua, câu đồ đều được ha. Đó. Thì giá của nó là xây 4.000 là 440, xây 5.000 là 450, xây 6.000 là 460. Thiết kế là tay quay gen dặn nha cả nhà. Nó con này thì tiếng viên nó đây. Tiếng viên nó cũng vừa nha cả nhà, nhưng mà đặc biệt nó là full kim loại nha. Thân chân máy là kim loại, tay quay kim loại, nồi là kim loại, bánh răng kim loại, có thêm một bàn đạn trợ lực ha. Đó, đây là gạt cước, rất là mạnh mẽ. Đó. Bền bỉ tới 5 tháng nha anh em. Mẫu này thì khỏi nói rồi. Xây 4.000 giá 440 cả nhà ơi. Rồi em kiếm xây 5.000 em cưa ra quay cho cả nhà mình luôn nha. Đó. Xây 5.000. Thông số vô dây của nó đi 0.45 là được 140m nha cả nhà. Dòng tua nó là 4.7. Con này là 8+1 bạc đạn nha cả nhà ơi. Đó, số bạc đạn của nó là 8+1 ha. Đây xây 5.000. Thì máy thiết kế là tài xài là game dặn. Cho nên là mình xài ta quay bên trái bên phải mình đổi qua đổi lại đều được ha. Nó cả nhà mình đổi thoải mái ha. Thì chỉ dặn cái núm qua bên đây rồi mình dặn nó vô thôi. Cái này giống như nó để thẩm mỹ thôi chứ nó không có công dụng để siết tay quay ha.
tại vì mình xài tao quay kem dặn rồi, có mắc cái núm đó cũng mình cũng xài bình thường thôi nha cả nhà. Đó là kem dặn, đó dặn vô. Cầm cứ dặn tới, canh ngay cái dặn tới, dạ. Đó, cứ canh ngay là dặn tới thôi, canh ngay cái lỗ vô thôi. Đó. Rất là đẹp nha, xây 5.000, 6.000 để cho các quý vị và các bạn, cô chú đùa thì xài là cho mình câu cá lớn hơn ha. Đó, rất là đẹp nha. Trời ơi, full kim loại luôn. Nó chân là kim loại, cầm vô mắt lạnh luôn. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Mẫu này là mẫu đờ gông nha cả nhà ơi, đờ gông gồng vàng. Mình tại nó màu vàng cho nên là kêu nó gồng vàng, của hãng Cosplay Đài Loan. Đó, tao quay anh dặn, rất là đẹp đó. Đó, xây 5.000 giá 450 á, dòng tua 4.7. Đó, xây 6.000 thì cũng vậy cho cả nhà. Đó, tay quay anh dặn núm tròn nè, rất là đẹp luôn. Làm xe tới xe lui xe hoài. Đó, thân tròn, quay không sợ dướng díu, rất là đẹp ha. Hãng nói chung là dòng này là hãng, hầu như của hãng Cosplay là làm thiết kế rất là đẹp, CNC rất là đẹp, theo kiểu hình giọt nước á. Đó. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, gồng vàng. Đó, thì giá 6.000 là 460 nha cả nhà. Cả nhà mua hai máy trở lên em được miền Tây bao ship nha. Mua một máy thì phí ship là 30.000. Đó, em xin nhắc lại giá ha. Giá xe 4.000 là 440, 5.000 là 450 và 6.000 là 460. Rồi nó chỉ thay đổi nhau về kích thước và cái thông số dây dây thôi. Khi mua một máy như thế này, cả nhà mình sẽ được hãng tặng thêm kèm một cái bao giải nữa ha. Mỗi máy đều có ha. Đều có một cái bao giải nha cả nhà ơi. Đó, rồi em để coi xe 6.000 coi thông số vô dây nó như thế nào nha. Xe 6.000 0.50 nó vô được 140m nha cả nhà. Nó xe 6.000 ha. Em đọc lớn thông số lớn nhất cho cả nhà mình ha. 140m. Đó, sở hữu bật đạn thì chuyển động công nghệ mới nha, không phải bật đạn cũ như thế này nha anh em. Đó, bật đạn theo thế hệ mới bây giờ. Nó rất là đẹp ha. Đó, rất đẹp nha, 8+1 bật đạn. Đó. Rồi, đây là máy gồng vàng. Đó, mã của nó là máy gồng vàng. Em có xe 4.000, 5.000 và 6.000. Đó, cả nhà mình mua thì cứ alo cho em nha. Rồi, tiếp theo nữa em về một máy cho các anh em mà câu tôm, câu mè, câu đồ nè. Con này có thể là câu lua, câu đồ cũng được, câu chép cũng được. Nó xe 500. Máy rất là đẹp và gọn của hãng Pioneer. Đó, đó. Roru. Đó, Roru của hãng Pioneer xe 500. Đó, cho anh em mà câu tôm, siêu mini, ít ăn dây, nó cho anh em chơi. Đó. Con này là dòng tua nó 5.1.1 0.24 là nó xây nó 2.5 á cả nhà. Nó 2.5 á, 2 chấm á. 2.2.5 á là nó vô được 110m nha. Còn số 3 số 4 thì nó vô chắc khoảng 7-70m à. Đó, cho anh em xem ha. Đó. Con này được sơn, nó là sơn kiểu như kim tuyến á cả nhà, rất là đẹp nha. Đó, cả nhà mình thăm ban đêm ánh đèn là gọi nó gần gần cho cả nhà mình xem là sơn chiếu chiếu như kim tuyến á, rất đẹp. Máy rất là gọn, nhìn cái cối nè, rất là nhỏ nha. Con này thì câu tôm là siêu gọn luôn. Đó. Chỉ được cái tay quay là nó to thôi chứ cái nồi nó là nhỏ nha cả nhà. Nồi với gạt rước là nhỏ về lực nữa. Đó. Đó, rất đẹp nha. Đây, thông số của nó đây. Nó 0.24 được 110m. Số dòng tua quay là 5.1.1 nha cả nhà ơi. Nó có 4 mặt đạn ha. Đó, 4 mặt đạn. Đó, máy rất là đẹp nha. Rồi, giá của con này là 280.000, Pioneer Roru. Đó, 280.000 nha cả nhà, Pioneer Roru ha. Rồi. À, hầu như em về được hai mẫu máy này. Và tiếp theo đó là em về được mẫu gần cấm gốc của hãng Toro nha cả nhà. Nói chung là mẫu này hôm gài thì trước Tết không còn hàng. Bây giờ qua Tết mới có hàng lại nha anh em. Đó là cây Toro cấm gốc. Cây này anh em có thể là kêu là cây Niravi cũng được, hoặc là kêu cây tấm gốc Toro 1m8, 1m98 nha cả nhà. 1m98 là hãng nó bổ sung sau Tết này thôi, cho năm 2024 này thì hãng nó bổ sung thôi. Con này được có cái anh em thích, nó là ưu điểm của nó là gì, là thiết kế là carbon đặc nguyên khối nha cả nhà, carbon đặc nguyên khối nha. Đó, thứ hai nữa là đọt của nó nha, đọt của nó là tầm khoảng 2 ly 2, nó 2 ly 2 2 ly thôi. Đó, cho nên là độ cứng của nó thì được test tải tỉnh đến 15kg nha anh em. Độ tướng cứng được test tải tỉnh đến 15kg ha. Đó. Đó. Rồi, tải chì mọi là 100 đến 300g nha anh em. Tại vì nó carbon đặc nha anh em, cho nên em xài chì vô tư. Nhưng mà cây này anh em kéo cá nó phê lắm nha, nó có độ dẻo, độ quặt, nó rất là đẹp. Và đầu bu của nó là chống sắn nha cả nhà ơi, đầu bu của nó là chống sắn nha.
đó, đọt nó là 2 ly, cho nên là kéo rất đẹp nha. Phen là phen 3 chân, nó 3 chân, cây 1m98 này là có 8 phen, thì em có 1m98 và 1m8 luôn đó. Mã của nó là Toro cắm gốc nha cả nhà, Toro cắm gốc 1m8 và 1m98, có một màu duy nhất thôi, màu đen chỉ xanh nha cả nhà, đó một màu duy nhất thôi, màu đen chỉ xanh ha. Đó, con này anh em mà kết hợp với cái máy này thì cũng ok, cái máy nó sẽ 4.000 này cũng ok luôn nha anh em. Đó, con Toro này nè, đó kết hợp với con này là nguyên bộ nó cũng ok luôn nha, cũng khá là nha anh em. Đó, thì giá của cây Toro cắm gốc này anh em, 1m60, 1m8 của nó là 660 và 1m98 của nó là 690. Nó giá cũng rất là hời cho anh em xài nha. Đó, rất là hời, rất là dễ thương nha cả nhà. Đó, giá 600 mấy thôi anh em được một cái cần thiết kế là carbon đặc nha, nguyên khói nha anh em. Và ở ngoài được sơn theo kiểu nó như là phân phân caro anh em, được sơn theo kiểu phân caro. Đó, tạo điểm nhấn cho cái cần, nó màu chỉ là xanh đen. Thì phen là phen bách hãng nha anh em, phen bách thường của hãng. Đó, tầm giá 600 mấy anh em. Đó, rất là đẹp, rất là chỉnh chu nha. Đó, anh em xài con này thì thôi, khá là ok luôn. Đó, thôi thì em xin nhắc lại ha, giá cây 1m8 là 660 và 1m98 là 690 nha cả nhà. Đó, đây là cây Toro, hàng chính hãng của hãng Toro nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Mã của nó là Toro cắm gốc nha anh em ơi. Đó, Toro cắm gốc đó. Rồi, em qua mẫu này, tiếp theo nữa là em về mẫu cần lua Pioneer Fan Bass Fuji. Nói chung là bổ sung thêm cho anh em xài mẫu này cũng khá là nhiều. Thứ nhất là phân khúc nó vừa chơi, thứ hai nữa anh em được xài một cây cần mà bass Fuji, Fan Fuji xài lâu ngày á. Cái bass máy như thế này anh em xài lâu ngày thì chúng ta không bị sợ bị lơ máy nè, không bị rỉ theo những cái miếng kim loại như thế này ha, mình xài không bị rỉ ha, theo chơi 5 tháng ha. Nó bass thì rất là cứng cáp, tại Fuji thì nó sẽ bền và nó chống mài mòn. Đó, dàn phen cũng vậy nha cả nhà, anh em có thể là câu nước lợ, nước biển, nước mặn và trời nước mưa mà bị ướt đồ rồi bình thường không sợ rỉ hư xét phen ha. Nó dàn phen Fuji được cái ưu điểm là như thế, và xứ của nó là xứ tròn, chúng ta quăng đi dây nó sẽ rất là mượt nha. Đọt con này là 2 ly nha cả nhà, đọt con này là 2 ly. Độ cứng của nó để em được coi lại, các em được cũng quên độ cứng của nó nha, thông số thì hãng có ri ha. Nó thiết kế là carbon sắn. Đó. Độ cứng của nó là M nha cả nhà. Độ cứng của nó là M. Đó. Tải cá là 3,6 đến 7,7 kg. Tải mồi là 7 đến 21 g nha anh em. Đó, tải mồi là 7 đến 21 g. Nó quay cho anh em xem cận cảnh cái ha, tải mồi 7 đến 21 g nha. Đó. Tải cá là 3,6 đến 7,7 kg. Thì em được có là xây 2m1 là máy cần đứng và xây 2m1 cần ngang. Nó có hai xây cho anh em ha. Đây là cần đứng nha anh em. Đó, đây là cần đứng nha. Có ông ship nào về hay dọn đường là lên xe hú quá ta. Rồi nha cả nhà, thì em có luôn xây 2m1 cần đứng nha. Thì thông số thì nó cũng như vậy luôn, cũng là tải mồi là 7 đến 21 gram đó, tải cá là 3,6 đến 7 kg ha. Thì bây giờ giá của nó nha cả nhà, giá của cần đứng là 770.000 đó, 770.000 đi nha cả nhà. Rồi giá cần ngang là 790.000 đó, cho anh em dễ chơi ha, tầm giá này 700 mấy thôi cho cả nhà mình tiếp cận được cây cần là phen Fuji rồi đó. Đó, cho anh em dễ xài ha. Đó, giá cái cần đứng là 770, cần ngang là 790 nha cả nhà. Đó, cả nhà mình xem mua được thì alo em được nha, fan bass Fuji luôn nha cả nhà, của hãng Pioneer ha. Độ cứng là M nha. Rồi, tiếp theo nữa là em về được cây ngọa hổ tàng long. Này em về là đủ xây luôn, từ 4,5m cho đến là 7,2m, 4,5m, 5,4m, 6,3m và 7,2m luôn. Thì mẫu cần này là mẫu cần 10H săn hàng. Nó có đối trọng săn hàng cho anh em ha, cần 10H nha. Đó, phía dưới là có rãnh ABS đó, phủ rồi cho anh em ha, phía dưới là có rãnh ABS cho mình ha. Đó, cặc 10H nha anh em, carbon 30T siêu bền đó, cho anh em săn hàng ha. Đó, đối trọng em, đối trọng của nó rất là to, đối trọng săn hàng đó. Ở đây là phủ kim tuyến nha cả nhà ơi, anh em không thích cái này thì anh em xài quấn cần hoặc là coi nhiệt ha, còn anh em mà thích đẹp chiếu chiếu thì xài nó ha. Nhưng mà nó
anh em muốn chơi thì chơi ha. Đây ở dưới là hình con hổ, ở trên là hình con rồng, nó kêu là quả hổ thằng long nha anh em. Nó xem có là xây 4m5, 5m4 và 6m3 cho cả nhà mình ha. Nó phía trên là đối trọng của nó được sơn phủ đồ lóng rất là đẹp cho cả nhà mình ha. Nó được sơn phủ chống nổ phủ đồ lóng cho mình ha. Thì cần là 10h đó. Đọt của con này là đọt nó tầm khoảng 2 ly nha anh em, 1 ly 8 2 ly nha. Đọt của nó tầm khoảng 1 ly 8 2 ly đó. Quay cho cả nhà mình xem ha, rất đẹp nha. Thì mẫu này không gài thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Nói chung là nó tải cá là 8 đến 10 kg nha anh em. Nó tải cá là 8 đến 10 kg. Nó thì theo xây cho anh em ha, anh em xây dài hơn thì anh em có thể là bắt cá 12 kg ha. Đó thì theo anh em xài càng độ dài khác nhau ha. Đương nhiên lúc nào thì nó cũng có tem mã hoạch của hãng ha. Đó. Rồi. Thì anh xin đọc giá nó cho cả nhà mình ha. Rồi thì mẫu này á là bên em là có là 4 xây nha cả nhà. Giá 4m5 là 780, giá 5m4 là 880, giá 6m3 là 980 và giá 7m2 là 1.1 triệu nha anh em. Đó, có là đủ xây luôn. Đó cho cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo nữa là bao cặn nha cả nhà. Đó. Bao cặn ben. Đó, cái mẫu này rất là đẹp luôn nha. Đó, mẫu này thì rất là đẹp luôn. Rồi đây là túi cặn ben nha cả nhà. Nó quay cho cả nhà mình xem á, rất là đẹp ha. Đó. Phía dưới là chúng ta là nhựa cứng nha anh em. Đó cho nên là cả nhà mình xài lâu ngày á thì mình không có sợ bị lủng cặn ha, không sợ bị mục ở dưới đáy nè ha. Nó rất là đẹp nha. Đó. Phía đây là nó có ốp thêm một miếng nhựa đó cho anh em lên trên này tí xíu nữa, chim thẩm mỹ thêm ha. Đó. Màu của nó cũng thân thiện với môi trường nha cả nhà, và thân thiện đến mọi lứa tuổi luôn. Cô chú nào mà lớn tuổi thì xài cũng được luôn ha. Phía trên này là có chỗ là treo cần mình lên luôn ha. Nó bên đây quải và phía hên hông này có chỗ đựng phụ kiện thêm. Đó anh em có đựng hộp phụ kiện như thẻo đài đồ thêm mình ha. Em có 3-4 xây, 1m25, 1m4, 1m6 và 1m75. Nó tùy theo kích thước cả nhà mình xài mẫu cần mấy mét mình đựng ha. Thí dụ như cần 1m1 và 1m2 thì cả nhà mình xài túi 1m25 thì cần mình 1m1, 1m2 thì xài cái này được. Nhưng mà chúng ta có thể đựng thêm cây dù thì cũng được luôn ha. Cần này chúng ta cũng có thể đựng thêm cây dù hoặc 2-3 cây cần đều được ha, hoặc cây móc lỗ. Chúng ta xài 1m4 ha. Rồi 1m6, 1m75 thì theo cần mình 2m7 hoặc là 3m, 3m15 nha cả nhà. Đó thì chúng ta xài sẽ dài hơn nha. Đó thì em cũng công bố giá luôn. Giá 1m25 là 160.000, giá 1m4 là 180, giá 1m6 là 200, còn mà giá 1m75 là 220 nha cả nhà. Nói chung là giá như thế này thì cũng mềm cho cả nhà mình xài rồi, rất là mềm luôn, dễ chơi dễ sử dụng. Mà cho cái túi cần ben như thế này mà chỉ có 100 mấy chục ngàn thôi. Đó, cả nhà mình xem ưng thì alo cho em được miền Tây nha, qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Đó rồi tiếp theo nữa là không biết quay cái gì nữa đây. Đây tiếp theo nữa là mẫu cần đặt giá rẻ cũng mới về luôn nha cả nhà ơi. Nó mẫu cần đặt giá rẻ cũng mới về luôn nha. Nó 1m8 nha. Đó, cả nhà thấy cần rất là đẹp chưa? Nó giá chỉ 160.000 cho xây 1m8 thôi nha cả nhà. Nó 160.000 thôi. Đó, thiết kế là cán hở nè. Cây này là câu mè, câu chép nè, câu cha cũng được luôn nha. Đó, đọt con này là 2 ly 2 nha cả nhà ơi. Đọt của nó là 2 ly 2 cũng khá là dẻo luôn nha. Đó, câu mè, câu chép nè, câu cha cũng đều được luôn. Đó, nó có em có đây có như 3 màu nha cả nhà. Nó 3 màu. Đó. Xanh, đỏ, vàng. Đó cả nhà mình được mẫu nào thì alo em ha. Đó, dài 1m8 nha cả nhà ơi. Dài 1m8 này là phía cán của nó đây, làm cán rất là đẹp nha. Nó cán hở giả gỗ rất là đẹp nha. Nó thích hợp cho máy là 2.000, 3.000, 4.000 nha. Đó, thích hợp cho máy 2.3.4 nha. Nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Đó, thiết kế là bằng fit hai khúc ha. Hai khúc đọt nó cắm xuống nha cả nhà. Nó đọt cắm xuống như thế này ha. Đó, giá là 160.000 một cây. Đó. Cho anh em xài ha, rất là đẹp luôn. Đút vô cây thử coi, thẳng băng luôn cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Nè anh em xem nè, nó thẳng băng luôn ha. Không có cong quẹo gì hết ha. Nó rất là đẹp luôn ha. Đó, đặt mà cán hở luôn. Đó, này là câu mè chép nè, câu cha đồ là ok nha, 1m8 nha. Đó, 1m8 nha anh em, rất là đẹp nha. Đó, giá 160.000 một cây luôn cả nhà ơi. Đó, mua hàng thì cứ alo cho em nha. Qua số điện thoại là 0963 890 470 ha. Hộp đựng nhé hơi. Đó, nhé giả đâu nè.
mọi lúa đồ nè, nó 70 ngàn xe lớn, còn xe chung như thế này là 60 ngàn, nó đựng được hai mặt luôn, nó rất là nhiều. Rồi, mũi quá mũi rồi quý vị ơi. Đó, dây bảo hiểm 4 mét, quên 10 mét, 15, 20 mét, 10 mét là 40 ngàn, 15 mét là 50 ngàn, còn 20 mét là 60 ngàn. Nói lưỡi chino và đủ size luôn, 25k một hộp. Quá trời nhiều luôn, dù 2m4 rồi cần đơn nữa. Ô quá xá rồi, và ngày mai được quay tiếp nha cả nhà ơi. Nó quá mũi rồi, nó túi abu hai ngăn cũng về luôn, túi mềm đó đó, cho nên cả nhà mình cần thì cứ alo cho em ha. Đó, đồ câu thì về thêm rất là nhiều nha cả nhà ơi. Rồi em được cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, mua gì cứ alo cho em được miền Tây nha, qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Rồi em được xin chào mọi người nha.